Tính đến nay, trên địa bàn 12 quận nội thành, Sở Công Thương Hà Nội đã cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 794 cửa hàng kinh doanh trái cây, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho hơn 2.500 người, thực hiện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho 715 cơ sở kinh doanh trái cây. Tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 và 2 triển khai thực hiện đề án thí điểm quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố Hà Nội, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết, công tác cấp biển nhận diện cho các cửa hàng kinh doanh trái cây đã mang lại hiệu quả rõ rệt, người tiêu dùng biết đến các sản phẩm của các cửa hàng nhiều hơn. Đáng chú ý hơn, nhiều cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp biển trong quý 1 năm 2018 đã giúp doanh thu tăng từ 20 đến 50%. Để triển khai thành công đề án, trong giai đoạn 3, Sở Công Thương Hà Nội đặt mục tiêu từ nay đến hết năm 2018, 100% người kinh doanh được đào tạo tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm, 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn 12 quận được cấp biển nhận diện. Để đạt được mục tiêu này, Sở Công Thương Hà Nội yêu cầu các quận, huyện cần tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chất lượng trái cây, truy xuất nguồn gốc trái cây, nhất là trái cây trong nước. Các lực lượng chức năng cần triệt để xử lý việc kinh doanh, buôn bán trái cây trên vỉa hè, lòng đường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người tiêu dùng, các cửa hàng kinh doanh trái cây về các điều kiện để được cấp biển nhận diện. Thank you.